kèn 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 Anh bậy quá. Gì vậy? Em nói gì? Chúng ta đã gặp nhau. Hôm bữa anh nợ em nửa ký tiền gà, sao anh chưa trả? Có sao? Em chị Kỳ bán gà. Trời ơi, anh bậy. Anh bậy quá. Anh nghe đây. Em à, có chuyện gì em cứ nói. Rồi sao nữa hả? Gặp anh em mừng quá. Anh mừng sao khóc hả? Nửa ký tiền gà đi anh. Đòi hoài với bà nói. Không bữa anh mượn. Ừ, anh vui lắm. Anh ơi, ủa, tiền đâu? Tiền đâu? Không có tiền hả? Anh không mang tiền theo hả? Anh đổi lấy cánh tay. Tại sao? Tại sao đi ra đường không mang tiền theo hả? Rồi cái tay đâu? Gà nó lấy rồi. Anh ơi, bây giờ không có nửa cái tiền gà đó thì gia đình em sống làm sao? Trời ơi, thật sự anh cũng không phải biết nói sao. Đã gặp em rồi thì em cứ qua 372 Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất làm neo. Em nghĩ tay chân em đã sạch sẽ rồi, không cần làm neo đâu. Nè, nè, hãy nghe ta nói. Đó, cái thằng lớn lớn đó, cần đi làm neo đó. Chỗ làm neo giá mắc không vậy? Kìa anh à, hãy giới thiệu chỗ cho nó làm neo đi, chân cẳng nó lết ở dưới đất sình không á. Anh làm neo đi để mà kiếm tiền trả tiền gà cho em chứ. Anh nhìn nó đó, coi tay chân của nó làm bộ móng nhiêu tiền. Quả đáng. Anh bậy quá, làm ơn trả tiền cho em đi, anh bậy quá. Đừng mà, đừng có khinh thường người cùi như vậy mà. Ta biết ta cùi nhưng mà ta có tự trọng của ta mà. Nè nha, qua làm nhớ giảm giá nha chị Bảy. Chị giảm giá là chết với tôi nha chị Bảy. Còn nữa, chị Chính kia có tiền gà không? Chị đòi từ năm này qua tháng nọ, chị có biết là chị nhục lắm không? Trời ơi, sao nó giống trả bài quá trời. Diễn kịch với nè nha, ta có tự trọng của ta. Các bạn thân mến, đây là cái game sở trường của các bạn, đó là lồng tiếng cho một nhân vật. Wow. Và dĩ nhiên về vấn đề lồng tiếng là của người chuyên môn tới để quyết định ai thắng hay thua. Và sau đây là hai nhân vật, họ nói gì thì các bạn dám nhất ở miền Nam. Đó là chị Bích Ngọc và anh Khánh Văn, xin mời. Đây, mời anh chị. Dạ chào anh chị. Dạ chào anh chị. Mời anh đến đây. Đó, mà chị đến đây. Rồi, hai nhân vật huyền thoại. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một cái clip nhỏ nhẹ về ba nhân vật mà ở đây ai cũng đã từng xem qua. Đây là một trong những phiên bản về thần Điêu Đại Hiệp mà được nhiều người yêu thích nhất, do hai nghệ sĩ là Cổ Thiên Lạc và Lý Nhật Đồng đóng. Và cái người mà lớn lớn ở dưới là đóng vai Doãn Chí Bình, tức là người cướp đi đời con gái của cô Long. Yeah. Ba người sẽ ba vai khác nhau. Yeah. Một người thì cô Long, người thì Dương Quá và người là Doãn Chí Bình. Em xin phép anh chị là em hỏi điều này, em biết đúng không? Là hiện tại là ở đây là đa số là diễn viên hài. Thì mình có thể dựa vào cái tiêu chí là các bạn có thể tùy quyền sáng tạo nó hài hước một tí không chị? Đây là trò chơi mà. Dạ đúng rồi. Chương trình cái gì thoải mái và các bạn cứ thoải mái. Không biết là em có được được xem anh chị làm qua thử không? Lát nữa đi. Trời ơi, làm trước có trước hả? Thì đó. Dễ gì, không có cửa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân vai. Ở bên đội này thì vai của Long sẽ thuộc về Quang Trung. Quang em, ủa? Quang Trung. Em hả? Em đóng vai Dương Quá. Thôi không, không. Cái mặt sao? Này, này, cái mặt này là mặt Doãn Chí Bình nè. Anh. Còn bên đây. Đời con gái em. Em vai cô Long. Rồi. Không, hả? Em không làm được nét cô Long đâu. Chứ làm cô gì? Dai cái người lết lết dưa. Đúng rồi, em là Doãn Chí Bình. Đó, Dương Quá sẽ là chị Lê Giang. Và cô Long sẽ là Buka. Rồi bây giờ chị nghĩ là đội này làm trước. Xỉm xăm đi. Xỉm xăm.
Chị Giang chị giỏi cái này đúng không? Xỉm tù xăm. Rồi Thắng làm trước. Thua làm trước chứ anh. Thắng làm trước tại nãy anh chưa nói mà. Bên kia làm trước rồi kìa. Bán kem hả bà? Hả? Chuyện gì vậy? Hình như là cái mùi quen thuộc. Tao biết ngay mà. Là tao đây. Có phải là nàng không? Phải. Dương quá. Quá gì? Ô cô Long hả? Ô cô Long. Cô Long giai mã ơi. Trời ơi. Đứng im nào. Ngồi đó. Xuống. Ngồi xuống. Thấy tao ngu chưa? Gặp kẻ địch xung quanh mà còn đứng trò chuyện. Chết là đúng. Nè, đừng có ngu như vậy một lần nữa nghe không? Ta không có ngu đâu. Nãy giờ nàng làm cái gì vậy? Nãy giờ Quỳnh lộn với địch. Quỳnh xuất hiện, đứng nhìn, địch nó đạp. Đạp quá à. Ôi da. Mất tôi, mất tôi. Hả? Đi ra, trong người Quỳnh có tiền. Đừng có nói như vậy. Sao giấu tiền? Đây không phải là tiền. Quỷ đen đúng không? Không phải. Quỷ đen nè. Nàng đừng có làm như vậy nữa. Cái gì vậy? Cái gì còm quá vậy? Trời ơi, cái xương sườn của ta. À, bây giờ nàng tính cái đám cưới của chúng ta như thế nào? Đám cưới? Phải rồi. Ngày mai là đám cưới của tụi mình mà. Đúng. Không được cưới con khác đó nha. Ta biết mà. Cái gì? Là món gì? Nhưng mà nàng muốn ăn món gì để ta đãi? Chắc chắn thật phải có súp cua nha. Tắt tiên nữa thì ngon. Hai đứa quên cái chuyện đám cưới đi, coi tao bò nè. Thấy tao bò tự nhiên bò cho tao coi cha nội. Nó điên đó, kệ nó. Cái thằng này. Nhưng mà ngoài súp cua ra mình có được ăn tương ớt không? Ê, ê, không tụi ta ăn với. Mình không ăn tương ớt, mình ăn nước tương. Cái gì? Nhưng mà nhìn nó kìa, què như vậy. Nhìn có dễ thương không? Rồi ngày mai muội chết đi rồi, tiền phong bì ai đếm đây? Là ta. Chúng ta sẽ đếm hết cho muội. Đi đếm. Ta không đi phong bì đâu. Sao nó cứ nói cái gì bên ngoài chuyện của tụi mình hoài vậy? Nè, ta nói cho hai cứ người biết. Cứ nói cái biết. Gì vậy? Cho dù ai người có tổ chức đám cưới mắc tới cỡ nào thì ta cũng không có tiền đâu mà đi phong bì. Chắc là hôm nay ta được. Ý, trời ơi. Ai có nói cái gì vậy? Ê, nghe chết cậu quá. Ta là sư phụ của tụi bay nha, không có bá dơ nha, tao đuổi hết đó. Ta nói trước rồi đó. Nhớ có súp cua. Chó cắn nàng hả? Tào lao. Tào lao. Thưa quý vị, một cái phần lồng tiếng nó chỉ mang tới tiếng cười, còn không có giá trị nhân văn. Cái phần đó thì lát giám khảo nhận xét luôn. Bây giờ là tới lớp được đội mình. Đội mình đã có chủ đề tư tưởng chưa? Sẵn sàng. Nè, mình nên nhớ mình tránh lặp lại là khi đã có láp miệng á thì mình hãy nói. Đúng còn rồi. Bên đây nói ốp vòi quá trời. Nhưng mà có vụ lúc cô Lộc nói quá trời nói thì Khánh không nói. Dạ tụi em có nói quần mấy tay quần chúng. Tụi em có hỗ trợ những tay quần chúng nữa. Ok. Ai biểu. Rồi ai đóng gì nhớ chưa? Nhớ rồi. Cô Lộc bảy. Ờ bảo gì là dư quá. Quá gãy tay. Mất tay cục. À, mất tay cục tay. Rồi clip vô. Anh bậy quá. Gì vậy? Em nói gì? Chúng ta đã gặp nhau. Hôm bữa anh nợ em nửa ký tiền gà, sao anh chưa trả? Có sao? Em chị Kỳ bán gà. Trời ơi, anh bậy. Anh bậy quá. Anh nghe đây. Em à, có chuyện gì em cứ nói. Rồi sao nữa hả? Gặp anh em mừng quá.
anh mừng sao khóc hả? Nửa cái tiền gà đi anh. Đòi hoài với bà nói. Không mượn, anh mượn. Ừ, anh vui lắm. Anh ơi, ủa, tiền đâu? Tiền đâu? Không. Anh không có tiền hả? Anh không mang tiền theo hả? Anh đổi lấy cánh tay. Tại sao? Tại sao đi ra đường không mang tiền theo hả? Rồi cái tay đâu? Gà nó lấy rồi. Anh ơi, bây giờ không có nửa cái tiền gà đó thì gia đình em sống làm sao? Trời ơi, thật sự anh cũng không phải biết nói sao. Đã gặp em rồi thì em cứ qua 372 Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất làm neo. Em nghĩ tay chân em đã sạch sẽ rồi, không cần làm neo đâu. Nè, kìa. Nè, hãy nghe ta nói. Đó, cái thằng lớn lớn đó, cần nó cần đi làm neo đó. Chỗ làm neo giá mắc không vậy? Kìa anh à, hãy giới thiệu chỗ cho nó làm neo đi, chân cẳng nó lết ở dưới đất sình không á. Anh làm neo đi để mà kiếm tiền trả tiền gà cho em chứ. Anh nhìn nó đó, coi tay chân của nó làm bộ móng nhiêu tiền. Quả đáng. Anh bậy quá, anh làm ơn trả tiền cho em đi, anh bậy quá. Đừng mà, đừng có khinh thường người cùi như vậy mà. Ta biết ta cùi nhưng mà ta có tự trọng của ta mà. Nè nha, qua làm nhớ giảm giá nha chị Bảy. Chị giảm giá là chết với tôi nha chị Bảy. Còn nữa, chị Chính kia có tiền gà không? Chị đòi từ năm này qua tháng nọ, chị có biết là chị nhục lắm không? Trời ơi, sao nó giống trả bài quá trời. Diễn kịch giống nè nha, ta có tự trọng của ta. Rất nhân văn thưa quý vị. Hay quá. Rất nhân văn thưa quý vị. Và kết hợp yếu tố câu khách về tiệm neo. Nhân văn mà.